Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xã Xuân Hiệp, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai đã bắt quả tang Trần Ngọc Tiến, 30 tuổi, trú tỉnh Đồng Nai, đang tàng trữ một gói tinh thể màu trắng nghi ma túy tổng hợp. Qua điều tra mở rộng, công an tiến hành bắt và khám xét nơi ở của Nguyễn Đức Duy, 38 tuổi, ngụ xã Xuân Hiệp, thu giữ chín gói ma túy tổng hợp và dụng cụ sử dụng ma túy và phát hiện thêm ba đối tượng đến nhà Duy để mua ma túy. Vụ việc được công an đang điều tra mở rộng.